nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly cũng chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly cũng chẳng thấy tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy bốn niệm trụ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy pháp môn giải thoát không, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly cũng chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy đại Bồ Tát chẳng thấy năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thấy sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Nếu khi nào Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy Đại Bồ Tát chẳng thấy mười lực Phật hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly